Xin tiếp tục chào đón nhà mình quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip buổi chiều tối ngày 11 tháng 5. Thì đến buổi chiều tối ngày hôm nay thì bên kênh của em cũng về được rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like rồi đăng ký kênh với nhau nha. Mã số 1 đầu tiên là giới thiệu với cả nhà mình có về được hai cái cây cân đồng xưa rất là đẹp. Hai cái cây cân đồng này có một cây là nó có đề năm 1986 luôn nha cả nhà ha. Cây này cân được là 18 kg và một cây bên đây là cân được 22 kg. Toàn bộ đều bằng đồng hết nha cả nhà nha. Chỉ có duy nhất là cái miếng lá lúa nhỏ ở đây thì chắc do sử dụng lâu ngày nó hư nên người ta cắt một miếng cái lá để lên trên cây móc cái trái tạ lên lại ha. Còn toàn bộ chất liệu đều bằng đồng hết nha. Và một cặp như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là hai cái cây này là 2 triệu đồng nha. 2 triệu đồng cho mã số 1 của ngày hôm nay ha. Cả nhà anh xem được nhớ giúp em cho xin một like nha. Rồi đây là mã số 1 ngày hôm nay, hai cây cân đồng xưa rất là đẹp cho mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2 thì cũng còn được một cái khuôn bánh bông lan xưa nha, chất liệu bằng đồng. Đó, đây cả nhà cùng xem nha, lâu lắm mới có sưu tầm được một cái khuôn bánh. Rồi, mã số 2 ngày hôm nay thì cái này có tổng trọng lượng là khoảng 3 kg 7. Đây cả nhà cùng xem ha, toàn bộ khuôn bánh đều bằng đồng nha, và khuôn bánh bông lan ha, ngày xưa người ta dùng để làm bánh bông lan nha, chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Và một cái khuôn bánh như thế này bên em có giá giao lưu cả nhà 1.800.000 ha, khuôn bánh bông lan nha, mã số 2, chất liệu bằng đồng. Đường kính cho nắp là tầm có khoảng là 21.5, rồi chiều cao tổng thể là có khoảng 7 cm. Đây là mã số 2 của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 3 thì bên em còn được một chú trâu đồng tử rất là đẹp. Đây là một chú trâu ở trên lưng là có một cái đồng tử nha, đang cởi trên một con trâu, tổng trọng lượng là khoảng 3.4 kg. Rồi chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 29 cm, rồi chiều cao là tầm có khoảng là 26, chất liệu bằng đồng. Đây một chú trâu, một đồng tử ha, một đồng đang cởi trên một lưng trâu rất là đẹp. Và tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 nha, một con trâu rất là to, trên lưng có một đồng tử ha. Đây là mã số 3 của ngày hôm nay. Rồi đáy này ha, số 3. Rồi tiếp theo mã số 4 của ngày hôm nay, đó là một cái đỉnh thập lân. Đây một cái đỉnh này rất là đẹp, trên đây là có 10 con lân nha cả nhà mình nha. Ở trên nắp là một chú lân đây, và xung quanh ha, đó đây là có những chú lân sát bên nè, bên dưới là ba cái con lân cõi đầu xuống nha, hai bên là quay tổng cộng là 10 con lân, một cái đỉnh thập lân của ngày hôm nay. Và tổng trọng lượng là khoảng 1.1 kg, chiều cao là 20, rồi bề ngang là tầm có khoảng là 15. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái đỉnh thập lân như thế này, có giá giao lưu cả nhà mình 1.4 triệu nha, cho mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5 của ngày hôm nay thì còn được một cái cây bút đồng sông cốc nha. Đây là một cái cây bút chất liệu đồng, nguyên có hình một con rồng nhả ra một viên ngọc, chất liệu đồng xưa ha. Thì ở dưới này có hai cụ cốc, mỗi cụ cốc thì cộng 3 cái thỏi vàng. Tổng trọng lượng của tác phẩm này rơi vào khoảng là 3.7 kg, chiều cao tổng thể là 21 cm, chiều dài tổng thể là có khoảng là 29, rồi vành đế là có khoảng là 25. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 2.200.000 cho tác phẩm mã số 5 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 6 thì bên em còn được một con thần giữ tiền nhỏ xinh xinh nha, rất là đẹp. Đây một con thần giữ tiền ha, ông đang tay đang ôm một cái hũ tiền này, ở phía sau là có một cái chạm một cái chữ ha. Tác phẩm này có tổng trọng lượng là khoảng 1.1 kg, chiều cao tổng thể là có khoảng là 16 cm, rồi bề ngang là tầm 10 cm. Có giá giao lưu cả nhà mình là 850.000 ha, cho cái cụ thần giữ tiền này nha, rất là đẹp. Ở đáy này có chuyện luôn, mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7 ngày hôm nay, đó là một cái ống rồng như ý. Đây hình ảnh một cái ống nha, có một con rồng đang ngậm một cái cây gậy như ý, rất là đẹp, nguyên một con rồng rất là to ở trên. Và tổng trọng lượng là khoảng 1.8 kg, rồi chiều cao tổng thể là 18 cm, bề ngang là 10 cm. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái ấn rồng như ý này, đó có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000, cái ấn rất là to, mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8, mã số 8 đó là một tượng Bác Hồ nha, Bác Hồ vẫy tay chào, chất liệu bằng đồng. Tượng này là tổng trọng lượng là khoảng 1.4 kg cho tượng Bác Hồ vẫy tay chào, chiều cao tổng thể là tầm 31 cm, bề ngang là tầm có khoảng là 8.5 cm. Và có giá giao lưu với cả nhà mình
tượng Bác Hồ là 1.700.000. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha. Tượng Bác Hồ mã số 8. Rồi, thứ hai mã số 9 của ngày hôm nay. Còn được một con hổ vạn sự như ý nha. Chất liệu bằng đồng. Thì con hổ này á tổng trọng lượng là khoảng 2 kg. Rồi chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 28. Rồi chiều cao là có khoảng là 18 cm. Chất liệu bằng đồng ha. Đây, một con hổ vạn sự như ý chất liệu bằng đồng. Ở đáy này có chuyện luôn nha. Đây mặt bên ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình chú hổ này á. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.600.000 cho một chú hổ bằng đồng ha, và sự nhi mã số 9. Và thứ hai mã số 10 của ngày hôm nay thì còn được một cái con rồng nha. Rất là to. Đó, rồng nhả ra một cái viên ngọc. Con này tổng trọng lượng là 4.2 kg. Rồi chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 39 cm. Bề ngang là tầm có khoảng là 10-25. Chất liệu bằng đồng. Và một con rồng như thế này có giá giao lưu cả nhà 1.900.000. Đó, một con rồng ha, rất là to. Mã số 10 ngày hôm nay. Rồi thứ hai mã số 11. Mã số 11 ngày hôm nay thì còn một bộ ba tượng rất là đẹp. Bộ Tam Thế Phật, Quan Âm Di Đà và Đại Thế Chí Bồ Tát nha. Cho mã số 11 ngày hôm nay. Mã số 11 này một bộ tượng như thế này thì có tổng trọng lượng á là khoảng là 10.5 kg. Và chiều cao của mỗi tượng á là có khoảng là 28 cm. Chất liệu bằng đồng cũ nha cả nhà mình ha. Bao gồm ba tượng Quan Âm Di Đà và Đại Thế Chí ha. Rất là đẹp ngày hôm nay. Thì đây sau đây là khuôn mặt của từng ngày cho cả nhà mình cùng xem ha. Rất là đáng để sưu tầm ha. Một bộ như thế này ngồi trên đài sen nha. Mã số 11. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 5.4 triệu nha. 5.4 triệu cho một bộ như thế này. Một bộ này về trưng bày để thờ hoặc là mình có thể là hữu duyên cho những chùa ha. Rất là hay nha. Mã số 11 có giá giao lưu với cả nhà mình á là 5.4 triệu nha. Rồi thứ hai mã số 12. Rồi 12 của ngày hôm nay thì còn được một cặp bình tứ linh ha, long long quy phụng. Cho mã số 12. Mã số 12 ngày hôm nay. Đây là một cặp bình hội tụ đầy đủ yếu tố 4 linh vật nha, chiều cao tổng thể 36. Rồi đường kính miệng là có khoảng là 12 cm. Chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 7.2 kg. Tứ linh ha, long lân quy phụng. Đây. Đã được vệ sinh chùa sáu móng này rồi cả nhà ha. Mã số 12 này có giá giao lưu cả nhà 3.4 triệu nha. 3.4 triệu cho mã số 12 của ngày hôm nay. Rồi thứ hai mã số 13. 13 của ngày hôm nay thì còn được một cặp bình lục giác chất liệu bằng đồng. Thì cặp bình này có dáng lục giác ha, tổng trọng lượng là 5 kg. Và chiều cao tổng thể là có khoảng là 28. Và bề ngang là có khoảng là 12. Chất liệu bằng đồng đã được vệ sinh lại còn nha anh em nha. Đây là đáy đây. Và mã số 13 này có giá giao lưu với cả nhà mình á, một cặp bình như thế này là 2.600.000. Cho mã số 13 của ngày hôm nay. Rồi, thứ hai mã số 14. 14 của ngày hôm nay đó là một những sản phẩm rất là đẹp, như một cái con rồng nha. Rồng chất liệu bằng đồng xưa nha. Đây là mã số 14. Đó, con này thì siêu tầm về khỏi chê, tổng trọng lượng là 4.8 kg, rất là nét, rất là đẹp. Và chiều dài tổng thể là có khoảng là 49 cm. Rồi chiều cao là có khoảng 27. Chiều cao là có khoảng 27. Chất liệu bằng đồng, rất là nét nha cả nhà nha. Đó, và cụ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.900.000 ha. Cho một con rồng rất là đẹp. Mã số 14 của ngày hôm nay. Rồi, tiếp theo mã số 15. 15 của ngày hôm nay là em có về được hai cái ấm chất liệu bằng đồng. Đó, đây cả nhà cùng xem ha, một cặp như thế này. Đây là một cái ấm có hình con rồng ha, rất là đáng đi sưu tầm nha. Và một cái là có hình ba cô tiên, thì chiều dài là có khoảng là 20. Và cái ấm rồng nữa, chiều cao là tầm có khoảng là 16. Và một cặp như thế này có giá giao lưu cả nhà 1.5 triệu ha, cho hai cái ấm chất lượng đồng mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16 của ngày hôm nay. Mã số 16 thì em còn được một tượng Phật Di Lặc nha. Đó, một tượng Phật Di Lặc đang ngồi trên bao tiền ha. Ổng cười rất là tươi nha, ngồi trên bao tiền, dưới là bể đá ha, đá có chuyện luôn. Mã số 16 là tổng trọng lượng là khoảng 2 kg. Và đường kính là tầm có khoảng là 17 cm. Rồi chiều cao là có khoảng là 12. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000 cho tượng Phật Di Lặc ha. Đó, mã số 16. Tiếp theo mã số 17. 17 là một chiếc thuyền bơm nha, thuận bơm xuôi gió ha. Đây là một chiếc thuyền rồng chở đầy vàng bạc cho đây nha. Thuận bơm xuôi gió.
chiều cao tổng thể là 24 và bề ngang tổng thể là có khoảng là 27, chất liệu bằng đồng. Và một chiếc thuyền thượng bờm siêu gió như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 nha. Một chiếc thuyền rồng thượng bờm siêu gió ha. Đây, mã số 17. Tiếp theo mã số 18 là một bộ thượng tam đa phúc lộc thọ chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 18. Rồi, chiều cao tổng thể là có khoảng là 19 cm, rồi bề ngang là tầm có khoảng là 13, chất liệu bằng đồng ha. Đây bao gồm mấy ông phúc lộc thọ nha, ở đáy có chuyện luôn ha. Và tác phẩm này á có tổng trọng lượng là khoảng 4 kg cho tượng bộ tượng tam đa ba ông phúc lộc thọ, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 cho một bộ tượng như thế này. Ba ông phúc lộc thọ rất là đẹp nha. Hai mã số 18 của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 19. Mã số 19 là có một cái gạt tàn ha. Gạt tàn Huế Đà Nẵng là 1968. Đây là mã số 19 nha. Cũ rồi, cả nhà về có thể đánh lại nha. Và đường kính là có khoảng là 10 cm. Tổng trọng lượng là khoảng 950g gần 1 kg, và có giá giao lưu cả nhà 750.000 ha cho một cái gạt tàn đồng nha. Mã số 19. Rồi tiếp theo mã số 20. 20 của ngày hôm nay là một tượng của ngài Thánh Tăng Simali. Tổng trọng lượng là 5.8 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 30. Bề ngang là có khoảng là 20, và có giá giao lưu với cả nhà mình là tượng này á, tượng của ngài Thánh Tăng Simali đệ nhất tài lộc này có giá giao lưu cả nhà mình là 2.4 triệu nha. Rất là đẹp của ngày hôm nay. Đây là mã số 20. Rồi tiếp theo mã số 21. 21 của ngày hôm nay là một tượng của ngài Đạt Ma. Đó, đây là mã số 21. Tượng của ngài Đạt Ma chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng là 6 kg. Đây cả nhà cùng xem ha. Ông đã quẩy chiếc giày đây. Chiều cao tượng này rất là cao, có khoảng là 48 cm. Đo lên tới cái cây của ông là có khoảng 54 nha. Đây, chất liệu bằng đồng, ở đế dưới là gỗ. Có đế gỗ dưới nha. Đây mặt của ông đây ha. Và tượng này có giá giao luôn với cả nhà mình. Tượng ngày Đạt Ma này là 4.5 triệu cho mã số 21. Và cuối cùng của clip ngày hôm nay đó là mã số 22. Là em còn được một cặp bình gốm Biên Hòa xưa nha. Với cái tích là hai bà chân, chân chắc và chân nhị ha. Đây là mã số 22. Và chiều cao tổng thể là cỡ khoảng là 60 cm. Và đường kính miệng là cỡ khoảng là 26. Chất liệu là bằng gốm Biên Hòa xưa rất là đẹp. Trên đây là cả nhà anh cùng xem ha. Có hai bà chân nha. Đây, chân chắc chân nhị cởi vôi đánh giặt nha. Và một cặp bình hai bà chân như thế này bên em có giá giao lưu cả nhà mình 5.5 triệu ha. Đây là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Rồi cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em trong thời gian qua. Thì xem được đừng quên em xin một like, đừng đăng ký kênh cả nhà mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào lúc sau với những sản phẩm đẹp, độc và lạ hơn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.